Xin chào tất cả các bạn, đã quay trở lại shop công nghệ số alo.vn. Trước mặt các bạn đây đang là sản phẩm máy in Fuji Xerox M115W. Máy in Fuji Xerox M115W là loại máy in laser trắng đen với chức năng chính đó là in trắng đen một mặt. Máy có khả năng photocopy văn bản và scan tài liệu. Máy còn có tính năng kết nối Wi-Fi, làm việc không dây, in ấn qua điện thoại. Khổ giấy tối đa mà máy sử dụng là khổ giấy A4 với công suất in lên tới 20 trang trên 1 phút và độ phân giải cho ra là 2400 x 600 dpi, văn bản in ra rất sắc nét. Máy còn có trần cầu kết nối USB 2.0, hỗ trợ kết nối với mọi hệ điều hành Windows giúp chúng ta dễ dàng kết nối và thực hiện in ấn. Mình sẽ để trực tiếp link mua sản phẩm ở dưới phần mô tả của video. Bạn nào quan tâm có thể kích trực tiếp vào đường link đó hoặc điện ngay cho số điện thoại 0915 46 40 để được biết thêm thông tin chi tiết, hoặc qua ngay địa chỉ 38D đường Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.